Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Quý Phượng kính mời quý vị theo dõi Chào Washington với Thanh Trúc. Chương trình Chào Washington xin được tiếp tục vị khách mời cao quý của chúng tôi hôm nay vẫn là thầy Thích Pháp Hòa đến từ Edmonton, Canada. Thầy ở tại chùa Trúc Lâm cũng như là tu viện Tây Thiền ở Edmonton, Canada. Kính thầy, để mà minh định về một cái điều gì đó mà khi những Phật tử muốn biết đó, thì thưa thầy, thầy cho rằng những cái buổi nói chuyện rất là hữu ích của thầy mà làm cho mọi người cười một cách thoải mái cũng như thấm được những cái lời rất là giản dị của thầy đó, thì thầy nghĩ rằng là Phật giáo bây giờ mà đi vào đời sống thì có những cái phương pháp gọi là tâm lý trị liệu, những cái phương pháp gọi là an định cái tâm hồn của người ta, những cái phương pháp sống như thế nào để mà thư giãn trong cuộc sống gọi là khá là ô trọng và phiền toái này, thì thầy minh định những cái điều mà thầy muốn truyền tải cho Phật tử nó ở nằm ở trong cái kiểu như thế nào? Dạ. Dạ thưa cô, cũng như tất cả quý vị, thật ra thì điều này nó không phải chỉ bây giờ mới làm việc đó. Ngày xưa chư tổ, chư tôn đức đã từng làm việc đó. Nhưng ở thế hệ trước thì ngôn từ nó có khác, hoàn cảnh nó khác, thì các ngài nói theo cái hoàn cảnh lúc đó. Chứ thật ra đạo Phật hay là nói gì Phật giáo đã là một tâm lý trị liệu, chữa tất cả mọi căn bệnh tâm lý của chúng sanh. Mà đã là tâm lý thì nó đi theo từng thời đại. Và các thầy trẻ bây giờ hay là các thầy bây giờ đi thuyết pháp thì cũng phải nói theo ngôn từ về những xã hội bây giờ. Ví dụ ngày xưa mình cũng có sự căng thẳng, stress, nhưng mà mình có thể mình nói bằng một cách khác hay nó ít nghe hơn. Vì sao? Vì đời sống lúc đó có thể con người cái nhu cầu họ không quá lớn. Bây giờ con người mình cái nhu cầu quá lớn từ vật chất đời sống, mà hãy nhu cầu quá lớn thì đòi hỏi tiền bạc phải nhiều, cuộc sống phải đua đòi, phải tranh đấu thế nào đó, thì nó tự nó làm mình một cái sự căng thẳng, sự depressed. Hay là con người khó buông bỏ được những cái gì mà nó đến với mình. Vì vậy cho nên các thầy hiện nay khi đi giảng thì cũng sử dụng những ngôn từ hay thấu hiểu được đời sống bây giờ để có thể trực tiếp nói với các Phật tử của mình những cái cách. Cái đó gọi là Phật giáo dấn thân, Phật giáo hiện đại, bởi vì lúc nào xã hội như thế nào thì đạo Phật cũng đi theo kịp với lúc đó để có thể mang tải lời Phật dạy đến để ứng dụng trong đời sống. Và chúng ta cứ lấy ba điều niệm, định, tuệ để làm mẫu mực cho tất cả mọi sự hướng dẫn của mình. Bởi vì niệm nghĩa là chánh niệm, định là sự định tĩnh, tuệ là trí tuệ. Người có chánh niệm thì luôn luôn biết được hoàn cảnh của người, của mình, lúc nào mình nên làm gì, và đủ năng lực định tĩnh và sự hiểu biết để chúng ta kịp thời đúng lúc mang những cái điều giúp đỡ của mình tới cho người đó. Việc làm gì mà thiếu niệm, thiếu định, thiếu tuệ thì việc làm đó khó có thể gọi là thành công tốt đẹp. Hay là nói một cách khác là chúng ta chỉ cần có hiểu và có thương, nói theo Phật giáo danh từ Phật học chuyên môn là từ bi trí tuệ. Bây giờ chúng ta dùng từ là hiểu và thương. Thương thì ai cũng có, nhưng mà biết cách thương mới quan trọng. Nhiều khi mình thương mà mình không hiểu cái người đó, mình không biết cách làm cho người đó hiểu được tình thương của mình, thì đôi lúc mình càng thương, mình làm cho người đó khổ vì cái cách thương của mình. Vì đạo Phật, vì vậy cho nên thời nào, lúc nào con người cũng cần tình thương và hiểu biết. Như cây cần nắng và cần nước, thiếu hai chất đó thì cây không thể sống. Con người chỉ cần có tình thương, có hiểu biết thì đời sống con người sẽ có giảm đi cái phần an lạc rất là nhiều. Hiểu cuộc đời là như vậy cho nên tự động mình sẽ giảm cái stress. Chỉ cần mình hiểu thôi và mình có thương cuộc đời, mình có thương bản thân mình, thương người thân mình thì mình sẽ giảm đi những cái cách sống và cách hành động làm sao để cho mình và người bớt khổ. Yeah. Thưa thầy Pháp Hòa, qua sự quan sát của nhiều Phật tử đó, thì trong những cái buổi pháp thoại của thầy, không chỉ là những Phật tử thuần thành hay là những người vì một cái cơ duyên nào đó mà đến nghe, mà còn có cả những người Công giáo, những người Thiên Chúa giáo và những người ở đạo khác nữa. Bây giờ
với đạo Phật đi vào đời sống, như thầy nói, nó len lỏi vào từng tầng lớp của con người và nó là một cái sự hiểu biết và thương. Thì nếu như mà phải ngồi trước một cử tọa là những người công giáo chẳng hạn, cái tình thương của thầy chắc vẫn như thế, nhưng thầy chuẩn bị để nói điều gì với những người không phải là Phật tử thuần thành mà là công giáo, thưa bạch thầy? Thưa cô và quý vị, trong đạo Phật nó có rất nhiều pháp môn, và khi mình có được một cái phương tiện mà diễn giảng thì trong đó nó có một cái gọi là từ vô ngại, nghĩa là ngôn từ. Thì khi mình đối diện với những vị nào không cùng một cái niềm tin, gọi là mình tạm gọi là đạo khác đi, thì thật sự những gì mình chuyển tải cũng là Phật giáo thôi, nhưng mà bằng một cái hình thức hay một cái câu chuyện hay những cái lời lẽ nào đó mà các vị tiếp nhận dễ dàng hơn như xưa nay mình đã từng. Ngay cả Phật tử, dù những vị đó là Phật tử cũng chưa chắc họ hiểu hết được những cái danh từ chuyên môn của Phật học. Cho nên bây giờ các thầy cũng phải nói những cái từ Phật học bằng một cái cách nào đó dễ hiểu hơn để các vị được tiếp nhận. Cho nên Pháp Hòa thấy không có khó và nó cũng không có gì khác, vì hàng ngày mình đã làm cái việc đó. Dạ, Thanh Trúc thấy là trong cái công cuộc hằng hoằng pháp đó, thì có những vị thầy khác thì luôn luôn nhắc nhở với chúng là phải luôn luôn trở về với hơi thở, nhiếp cái hơi thở của mình và định tâm mình lại và biết mình đang làm gì ở cái giờ phút hiện tại. Thầy Pháp Hòa không nói đến điều đó, nhưng thầy Pháp Hòa nói về những cái là nó gần gũi với đời sống hơn. Thí dụ những cái thầy nói rằng, ô cái này là chánh kiến, cái này là tà kiến, quý vị phát minh ra cái này quý vị khổ thôi, quý vị phải tìm cái chánh kiến để quý vị theo. Như thế những cái này phải chăng là cũng là một trong những cái cách mà thầy đã nghiên cứu, thầy đã suy nghĩ rất nhiều để mà truyền tải đến cho đại chúng, thưa thầy? Dạ, thưa cô và quý vị, cái quan trọng nhất của Phật giáo đó, đó là sự ứng dụng. Chúng ta thường gọi là tri hành hiệp nhất, nghĩa là cái mình biết và cái mình làm nó phải tương đồng. Và cái cách Pháp Hòa tu tập mà tìm được, một khi mình đã có chánh niệm của đạo Phật rồi, có ánh sáng của đạo Phật, có giáo pháp của đạo Phật, thì bất cứ cái gì trong đời sống hàng ngày chúng ta cũng đều nhìn nó qua cặp mắt của Phật học hết. Cho nên ngay cái bãi đậu xe hay là đi lựa hàng, Pháp Hòa đều tìm ra được cho mình những cái giáo pháp trong khi mình tu tập. Vì vậy cho nên nó là những gì trong đời sống con người, chứ không phải là những cái nằm trong sách vở. Có thể lúc đầu mình đi nói thì nó nói theo sách vở, nhưng khi mình đã học được từ sách vở mà mình ứng dụng trong đời sống thì sau này cái mình nói là nói từ cái kinh nghiệm sống của mình, và thật sự cái đó mà là chính gốc của đạo Phật. Vâng, một câu hỏi sau cùng, thầy đi khắp thế giới để hoằng pháp, đi giảng đạo. Vâng, thì câu hỏi này cũng có thể làm cho mọi người cười. Kính thưa quý vị, câu hỏi tiếp và sau cùng của Thanh Trúc đối với thầy Pháp Hòa là: đi như thế, giảng nhiều như thế, điều gì làm cho thầy cảm thấy thích nhất và điều gì làm cho thầy cảm thấy ngại ngùng nhất? Thật sự Pháp Hòa cũng chưa biết cái gì mình ngại, nhưng mà có cái điều mình vui, mình thích là bởi vì khi mình đến đâu mình thấy cái tâm tu và cái sự tinh tấn của Phật tử, Pháp Hòa rất là vui. Nhất là Pháp Hòa đi nước Mỹ nhiều nhất, thì Pháp Hòa rất là phục và rất thương tinh thần của Phật tử ở Hoa Kỳ. Có nhiều khi những buổi giảng quý vị phải lái xe cả 10 tiếng, 12 tiếng chỉ đến nghe một buổi giảng rồi đi về. Và có những vị không ngại những sự cực nhọc khó khăn mà quý vị đều chấp nhận để có được những ngày tu học. Tự nhiên mình thấy được cái sự tinh tấn của những người cư sĩ Phật tử tại gia thì cũng sách tấn mình đi hơn được một phần nào. Cho nên cái điều ngại, Pháp Hòa không thấy có gì ngại, chỉ ngại là các vị không thích, không còn lo tu, không còn ham thích Phật pháp thôi. Chứ một ngày nào quý vị còn ham thích tu tập thì những thầy nào có tâm với đạo, có lòng với đạo, nhất định sẽ không từ bỏ những cái cơ hội để tiếp xúc với quý vị, để chia sẻ với quý vị, hầu giúp cho quý vị hiểu rõ đạo Phật nhiều hơn và ứng dụng đạo Phật thiết thực hơn trong cuộc sống của mình. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị vừa theo dõi buổi nói chuyện của thầy Pháp Hòa với đài SG Chen của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn sự
theo dõi của quý vị, và chúng con xin kính cảm ơn về thời giờ của Thầy đã dành cho chúng con những lời nói mà mọi người đang mong đợi và lắng nghe. Xin kính chúc Thầy trên con đường Hoằng Pháp được mọi điều an lạc, hoan hỷ và thành công. Dạ. Dạ, xin cảm ơn cô, cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu của mình lắng nghe những gì Pháp Hòa chia sẻ. Kính chúc quý vị luôn có an vui trong cuộc sống và thành tựu trong việc làm của mình. Kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV, xin email về vatvnews@gmail.com. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.